Hello, xin chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với channel Chào Bình Dương 24 giờ. Trong clip này mình sẽ cập nhật giá xe mới nhất ở đầu tháng 9. Thì đồng hành giới thiệu mình hôm nay thì có ông Trang sẽ hỗ trợ giới thiệu ông mời Trang ạ. Hello, xin chào tất cả mọi người ha. Là Trang đây. Cảm ơn mọi người đã click vào video mới nhất ở bên cửa hàng bên Trang ha. Thì clip đầu tiên này mọi người, Trang sẽ giới thiệu cho mọi người một cái vài dòng như là PZ1 này, rồi là phiên bản Future Exciter mới trên tủ như là một em 155 nha. Thì khi mọi người mà lên cửa hàng có liên hệ trước đặt lịch á, thì Trang sẽ hỗ trợ dẫn một triệu đồng tiền xong xe đi làm, kèm theo đó là một combo quà tặng lên tới 3 triệu đồng nha. Thì xe là đều là xe zin mới chính hãng 100%. Ngoài ra đó là lãi suất cực kỳ là ưu đãi, dòng này chỉ cần trả trước giúp Trang từ 1 triệu đồng thôi là mọi người sở hữu xe. Đủ 18 tuổi, có căn cước công dân lên là lầm xe liền ngay nha mọi người ha. Rồi ok, đối với dòng PZ1 hiện tại đang chờ giá tri ân với mức giá cho mọi người luôn, hiện tại chỉ còn là 28 triệu đồng thôi nha mọi người. Đối với dòng này mua trả góp cũng cầm ngay giúp Trang từ 1 triệu đồng là mình sở hữu nha. Màu thì hiện tại bên Trang đang có phân khúc màu như là màu xanh này, màu cam này. Ngoài ra đó còn rất là bảng màu như là màu xám cam, màu vàng đen, rất là nhiều màu cho mọi người lựa chọn luôn ha. Cho nên là anh chị em mình có nhu cầu tham khảo màu xe nào, mẫu nào thì mình cứ nhanh tay liên hệ trực tiếp để được Trang tư vấn và hỗ trợ mọi người nha. Rồi chuyển qua tới phân khúc Future 125 phân khối mà rất là nhiều cô chú ưa chuộng tại cái thời điểm hiện tại, chúng tôi gọi là mọi thời điểm luôn, các cô chú luôn ưa tin dòng Future, một cái dòng xe số 125 phân khối cực kỳ là mạnh của hãng Honda, bảo hành chính hãng 3 năm 30.000 cây luôn. Thì đối với dòng này nha mọi người, hiện tại đang cập nhật một mức giá riêng cho cả nhà mình luôn. Hiện tại chỉ còn là 33 triệu cho phiên bản bánh căm và 36 triệu đồng cho phiên bản bánh mâm nha cả nhà. Đối với dòng này mình mua góp mình cũng sở hữu ngay giúp Trang chỉ từ 2 triệu đồng là mình nhận xe được rồi nha mọi người. Nhớ là có căn cước công dân thôi nha mọi người. Đủ 18 tuổi nha. Trắng đen cũng em này được lên từ một em bánh mâm này. Em này cũng sẽ có giá là 36 triệu đồng. Còn một em này là một em xám yên đỏ được đồ quay thái. Thì đối với những mẫu đồ quay thái này thì mọi người chỉ cần cộng lên phí sơn cho Trang đúng 1 triệu đồng thôi nha. Là em này sẽ là 37 triệu đồng. Mọi người thích lên từ bánh căm hay là mọi người thích lên từ bánh mâm thì tùy sở thích mọi người sao cũng được hết nha. Rồi qua tới phiên khúc S150 và MX Kin phiên bản đầu nhỏ đó mọi người. Nói chung là cái phiên bản này thì rất là nhiều bản săn lùng, tại vì là thiết kế nó đầu nó nhỏ so với là S155 và nhiều bạn này ưa thích cái dòng này hơn. Thì hiện tại đối với mức giá S150 tại thời điểm hiện tại bao gồm có cả cháu ngọc trai và bên cạnh em Trang đây, nhưng mà một em xanh này đây, có cả màu thì là xám bánh đỏ và rất là nhiều màu nữa luôn, và hỗ trợ đồ màu cho mọi người luôn với mức giá tri ân chỉ còn là 42 triệu đồng thôi. Mình góp mình chạy trước dòng này giúp Trang từ 5 triệu đồng là mình giải nhận xe rồi ha. Còn phiên bản MX Kin này có xanh lục bão này, ba màu duy nhất của em này trong phiên bản mới đó chính là xanh lục bão, màu đỏ mặt nạ xám và màu xanh gibi. Ngoài ra đó cũng hỗ trợ sơn đồ cho mọi người tùy thích các màu, mà giá tri ân chỉ còn 44 triệu đồng một em. Liên hệ đặt lịch trước sẽ giảm 1 triệu là còn 43 triệu đồng cho phiên bản này. Góp cùng trong ngay dòng này giúp Trang từ 5 triệu đồng ha. Rồi mọi người nhìn sơ qua thì mọi người biết một cái đầu to hầm hố như thế này đây, với phân khúc chạy cực kỳ là mạnh và êm, hàng nhập khẩu Indonesia luôn. Đối với phiên bản này chỉ còn 160 CBS, chỉ còn mức giá là 42 triệu đồng một em. Còn đối với mọi người tham khảo dòng ABS cho mọi người thì hiện tại nha, chi ăn mọi người với mức giá chỉ dao động là từ 47 triệu đồng cho phiên bản thường. Còn đối với phiên bản đặc biệt như xám xi măng này sẽ rơi vào là tầm 49 triệu đồng một em nha mọi người. Góp đối với dòng này cầm ngay duy nhất chút trắng từ 5 triệu đồng là mình sở hữu rồi chơi nhá. Một căn cước công dân thôi nha. Rồi SH cũng vậy nè mọi người, SH Mod CBS, những cái phiên bản tiêu chuẩn thì đối với dòng SH thì khá là nhiều, từ tiêu chuẩn này, cao cấp này, phiên bản đặc biệt và phiên bản thể thao. Như bên cạnh Trang đây là một em phiên bản tiêu chuẩn. Đối với phiên bản tiêu chuẩn, bảng màu của nó sẽ bao gồm là màu trắng này, màu đỏ và màu xanh. Tri ân mọi người với mức giá hiện tại chỉ còn là 657 triệu đồng thôi. Liên hệ trước đặt lịch giảm 1 triệu chỉ còn 56 triệu đồng. Còn đối với mà mọi người mua phiên bản xanh ABS giống như bạc nhám này, xám xi măng này, rồi là đỏ đen hoặc là xanh đen của phiên bản cao cấp sẽ rơi vào tầm 62 triệu đồng. Còn đối với xám xi măng hoặc là bạc nhám như này đây sẽ rơi vào là 63 triệu đồng một em. Góp đối với dòng này sở hữu đối với phiên bản CBS chỉ từ 7 triệu đồng và đối với phiên bản ABS thì chỉ từ 10 triệu đồng là mình đã nhận xe. Đủ 18 tuổi nha. Rồi phiên bản Vario 125. Nhắc cho mọi người biết một điều là mọi người mua trả góp thì mới cần đủ 18 tuổi. Còn ví dụ như mà mua tiền mặt thì chỉ cần đủ 18, 6 tuổi cho Trang là mọi người đã có thể đứng trên xe rồi nhá.
Rồi, Vario 125 khóa thường chỉ còn là 36 triệu đồng với mức giá tri ân duy nhất. Và Smart K sẽ có giá là 39 triệu đồng một em nha cả nhà, bao gồm VAT 10% ha. Góp dòng này thì cầm ngay giúp Trang cửa từ 2 đến 3 triệu đồng một căn cước công dân là mình nhận xe rồi nha. Rồi Vision tiêu chuẩn là 30 năm và cao cấp sẽ là 32 triệu 500 là mình sở hữu xe ngay nha. Về màu và số lượng màu thì rất là nhiều màu, cho nên là chi tiết về màu sơn hoặc là những cái màu mình ưa thích, mình nhanh tay liên hệ trực tiếp qua số Zalo để được Trang đặt lịch hỗ trợ ưu đãi và giảm xăng xe khi ghé cửa hàng nhé mọi người. Ok, thì đó là giá xe á. Anh em nào có nhu cầu mình mua dòng nào thì chịu khó mà liên hệ á. Cảm ơn chị Hoàng đã xem clip á. Xin chào.